rất vui khi được gặp lại các bạn trong loạt video hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Sapo cho người mới bắt đầu. Trong video này, với chủ đề hướng dẫn quản lý các loại hóa đơn sổ quỹ, chúng ta sẽ đi qua những nội dung chính như sau. Tổng quan về quản lý sổ quỹ trên Sapo, nhắc lại vai trò của phiếu thu, phiếu chi và cách tạo phiếu thu chi, hướng dẫn xem chi tiết các báo cáo sổ quỹ. Các bạn thân mến, quản lý dòng tiền thu chi đối với mỗi cửa hàng là rất quan trọng và cần thiết. Ở video tài chính tổng quan trước đó, chúng tôi đã giới thiệu qua về sổ quỹ trên Sapo. Đó là sổ quỹ giúp chủ cửa hàng quản lý toàn bộ dòng tiền của cửa hàng thông qua các phiếu thu và phiếu chi. Để xem tổng quan về sổ quỹ của cửa hàng, bạn vào sổ quỹ, chọn tổng quan. Màn hình tổng quan cung cấp các biểu đồ dòng tiền theo chi nhánh, theo phương thức thanh toán và theo các loại phiếu thu, chi, giúp bạn lọc và xem hết sức trực quan, dễ dàng. Khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Sapo, bạn hãy nhớ một quy tắc quan trọng, đó là tiền vào thì có phiếu thu, tiền ra thì có phiếu chi. Phiếu thu được tạo khi phát sinh các khoản tiền đã thu được từ việc bán hàng hoặc thu nợ, còn phiếu chi giúp bạn ghi lại các khoản tiền đã chi được từ việc nhập hàng hoặc thanh toán các chi phí khác. Phiếu thu và phiếu chi có thể tự động sinh ra thông qua các hoạt động giao dịch trên hệ thống hoặc do bạn chủ động tạo ra để cân đối tài chính trong cửa hàng. Tính năng tạo phiếu thu hỗ trợ chủ cửa hàng tạo các phiếu thu từ việc bán hàng hoặc các khoản thu nhập khác, và tính năng tạo phiếu chi hỗ trợ chủ cửa hàng tạo các phiếu chi từ việc nhập hàng hoặc các chi phí phát sinh trong cửa hàng. Đến đây, Thu Hà cũng xin lưu ý các bạn như sau. Khi thực hiện một thao tác bán hàng, thu nợ khách hàng, hệ thống sẽ tự tạo một phiếu thu trong phần sổ quỹ ghi nhận cho dòng tiền này. Tương tự đối với giao dịch thanh toán khi nhập hàng, trả nợ cho nhà cung cấp, hệ thống cũng sẽ tự tạo một phiếu chi tương ứng ghi nhận thao tác này. Để quản lý các loại phiếu thu, phiếu chi, bạn có thể sử dụng đến tính năng loại phiếu thu, phiếu chi trên Sapo. Mỗi một phiếu thu, chi đều được xếp theo loại phiếu để theo dõi. Sapo cung cấp cho bạn một số nguồn thu, chi theo chuẩn kế toán. Bạn cũng có thể tạo mới nguồn thu theo mục đích của cửa hàng. Khi cần tạo phiếu thu chủ động, bạn chỉ cần thực hiện 3 bước như sau. Bước 1, bạn vào mục sổ quỹ, chọn phiếu thu, chọn tạo phiếu thu. Bước 2, tại giao diện thêm mới phiếu thu, bạn điền đầy đủ các thông tin như người nộp, loại phiếu, giá trị, số tiền thu, phương thức nộp, tiền mặt, chuyển khoản hay COD, v.v. Bước 3, nhấn lưu để thoát. Khi cần tạo phiếu chi, bạn cũng chỉ cần thao tác như khi tạo phiếu thu, nhưng thay vì vào mục phiếu thu trên thanh menu, bạn vào mục phiếu chi. Khi đã có dữ liệu giao dịch, tạo phiếu thu chi trên phần mềm, bạn có thể xem chi tiết từng dòng tiền vào ra cửa hàng như thế nào ở phần sổ quỹ. Bạn thực hiện những bước sau để xem chi tiết sổ quỹ. Bước 1, vào mục sổ quỹ trên menu bên trái, chọn sổ quỹ. Bước 2, lọc để xem các thông tin bao gồm chi nhánh, thời gian, loại phiếu, phiếu thu hoặc phiếu chi, nhân viên, xem theo nhân viên tạo phiếu thu, chi, phương thức thanh toán, xem theo từng phương thức thanh toán của cửa hàng, người nộp, nhận, phiếu thu từ đâu hoặc chi cho ai. Bước 3, nhấn xem báo cáo để hiển thị được thông tin theo các trường đã lọc. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm theo mã phiếu thu, chi. Cuối cùng, bạn có thể chọn xuất file để lưu trữ dữ liệu. Công thức được áp dụng để tính tồn cuối kỳ trong sổ quỹ là tồn cuối kỳ bằng số dư đầu kỳ cộng tổng thu trừ tổng chi. Lưu ý, số dư đầu kỳ bằng lượng tồn quỹ kỳ trước. Ví dụ, số dư đầu kỳ của ngày hôm nay bằng tồn quỹ tính đến thời điểm cuối ngày hôm qua. Quản lý tốt dòng tiền sẽ giúp bạn luôn nắm bắt hiệu quả của kinh doanh. Hệ thống sổ quỹ trên phần mềm quản lý bán hàng Sapo đã giúp bạn giảm bớt những nỗi lo về thất thoát tài chính. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay để được Sapo hỗ trợ bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.